Lý do thực sự khiến Đức ngần ngại cung cấp xe tăng Leopard cho Ukraine. Vừa qua, Đức tỏ rõ sự ngần ngại khi quyết định cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraine. Có nhiều lý do khiến Đức như vậy, trong đó có cả lý do về thị trường xuất khẩu vũ khí của Đức. Quyết định trong sự lưỡng lự. Việc các nước phương Tây trong đó có Đức quyết định cung cấp các xe tăng hạng nặng cho Ukraine với số lượng lớn đang tạo ra một bước ngoặt mới trong sự ủng hộ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine. Lần đầu tiên, các nước này cung cấp năng lực tấn công đáng kể cho Ukraine nhằm giúp nước này mở một chiến dịch lớn nhằm giành lại lãnh thổ đã mất. Quyết định hình thành trong quá trình lâu dài, nhưng trong vài tháng liền, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã chống lại quyết định cung cấp cho Ukraine các xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Thậm chí, hội nghị NATO tổ chức tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức vào ngày 20 tháng 1 để thảo luận vấn đề trên cũng kết thúc mà không đạt được một quyết định nào, trong sự không hài lòng của Tổng thống Ukraine Zelensky và một số đồng minh phương Tây khác của Kiev. Đức lo ngại đủ đường Đức ngần ngại như trên vì một số nguyên nhân, Thứ nhất là đức sợ tình hình xung đột Ukraine sẽ leo thang thêm, thứ hai, phần đa dư luận Đức dị ứng với việc phải dính líu vào một cuộc xung đột vũ trang, điều này là dễ hiểu nếu tính đến lịch sử chiến tranh của nước Đức trong thế kỷ 20. Thứ ba, Đức hy vọng khôi phục lại quan hệ với Nga. Nhưng đấy chưa phải là toàn bộ câu chuyện, còn một số nguyên nhân sâu xa nữa. Thủ tướng Scholz đã ý thức rất rõ về việc Đức phải dựa vào Mỹ về mặt an ninh. Do vậy, ông Scholz chỉ đưa ra một quyết định lớn như vậy, cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine khi nhận được sự phê chuẩn rõ ràng từ phía Mỹ, và nhất là khi là có bằng chứng cho thấy Mỹ sẽ tham gia một thỏa thuận tương tự để cung cấp cho Ukraine các xe tăng trong chính kho vũ khí của Mỹ. Thực tế, đến tận gần đây, Mỹ vẫn khẳng định rằng họ sẽ không gửi xe tăng Abrams cho Ukraine với lý do các xe tăng đó không phù hợp với điều kiện tác chiến ở Ukraine. Vấn đề lớn thứ hai của Đức là kho xe tăng Leopard 2 của họ tương đối nhỏ, gồm chỉ khoảng 300 chiếc để đáp ứng nhu cầu phòng thủ của bản thân nước Đức, giảm từ con số 4.000 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Vấn đề tiếp theo là Đức sợ rằng nếu các quốc gia châu Âu khác mua xe tăng Leopard lại cung cấp các xe tăng này cho Ukraine, họ có thể lựa chọn thay thế kho xe tăng của họ bằng vũ khí, khí tài của Mỹ. Khi ấy thì thị trường xuất khẩu vũ khí của Đức sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi nước này xuất khẩu tới 2.399 xe tăng chiến đấu chủ lực trong giai đoạn từ năm 1992 đến năm 2010. Quá trình này đang diễn ra khi Ba Lan công bố mua 116 chiếc M1A1 Abram cùng thiết bị đi kèm. Việc giao hàng bắt đầu vào đầu năm nay. Thỏa thuận này trị giá tới 1,4 tỷ USD. Nỗ lực thuyết phục và gây áp lực từ phía Mỹ Ở đây có một số yếu tố chính trị nội bộ nước Đức. Việc đạt được thỏa thuận nói trên đã khiến Bộ trưởng Quốc phòng trước đó của Đức là Christian Lambeck đã phải từ chức. Bà Lambeck rất trị ứng với việc cho phép sử dụng xe tăng Leopard 2 ở Ukraine. Trong khi đó ở Washington, hoạt động ngoại giao căng thẳng của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã thuyết phục Tổng thống Biden cam kết gửi 31 xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Đây là một phần trong đòn bẩy của Mỹ nhằm thuyết phục Đức thay đổi quan điểm về gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Hiện nay, dự kiến Đức ban đầu sẽ cung cấp 14 xe tăng Leopard 2A6 từ kho vũ khí của họ, với mục tiêu cuối cùng là sẽ cung cấp tổng cộng 112 xe tăng cho Ukraine. Đức sẽ cung cấp phiên bản hiện đại nhất của Leopard 2, được đánh giá là xe tăng có năng lực hàng đầu thế giới bên cạnh M1 Abrams của Mỹ. Ba Lan vừa cam kết cung cấp thêm 14 chiếc xe tăng Leopard 2, còn Na Uy sẽ gửi linh kiện và 8 chiếc Leopard 2. Các nước châu Âu có tổng cộng khoảng 2.000 chiếc xe tăng Leopard, Ukraine muốn có 300 chiếc xe tăng loại này, cho tới nay các nước đã cam kết cung cấp 105 chiếc trong vài tháng trời. Ba mặt trận then chốt quyết định cuộc tấn công tổng lực tiếp theo của Nga và Ukraine. Một số ý kiến cho rằng giai đoạn thứ ba của cuộc chiến sắp bắt đầu. Đây sẽ là một cuộc chiến tổng lực để các bên giành lợi thế quyết định bằng cách kết hợp nhiều loại vũ khí như bộ binh, cơ giới, pháo binh, không quân, thậm chí tấn công đường thủy để vượt qua các phòng tuyến kiên cố. Tại ngoại ô thị trấn Huliepo thuộc tỉnh Zaporozhia, miền nam Ukraine, tiếng pháo nổ rền vang như tiếng sấm của một cơn bão từ xa đang đến gần. Các lực lượng Nga cuối tuần qua tuyên bố đã phát động một cuộc tấn công mới ở khu vực Zaporozhia, nhưng các binh sĩ Ukraine vẫn quyết giữ vững phòng tuyến. Chiến tuyến tại Zaporozhia vẫn không dịch chuyển suốt 10 tháng qua và binh sĩ hai nước chủ yếu cố thủ trên các chiến hào chạy dọc theo những ngọn đồi của vùng đất nông nghiệp này. Vitaly, một trung sĩ cao cấp trong lữ đoàn bộ binh cơ giới 56 Mariupol của Ukraine, hiện đang nắm giữ phòng tuyến dài khoảng 100 km ở phía đông thành phố Zaporizhia, cho biết Nga đã thực hiện nhiều hoạt động trong vài tuần qua, đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng pháo binh và xe tăng, nhưng họ không điều bộ binh vượt qua phòng tuyến. Ông Vitaly thừa nhận rằng chiến tuyến đang bắt đầu nóng lên sau thời gian dài tạm đóng băng. Số lượng đạn pháo, rocket được chuyển tới khu vực phía Nam đã tăng gấp đôi trong một tháng, lên tới 4.000 quả mỗi tuần. Rất có thể trong một vài tháng tới, Nga hoặc Ukraine sẽ ra đòn quyết định để phá vỡ thế bế tắc. Câu hỏi là bên nào sẽ tấn công trước và bắt đầu tấn công từ đâu? Ông Vitaly cho rằng trận đánh lớn sẽ diễn ra vào mùa xuân này, thậm chí sớm hơn, cho dù xảy ra ở Zaporizhia hay bất cứ ở nơi nào khác dọc theo tiền tuyến dài hơn 1.200 km, thì trận đánh sẽ mở ra giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến tính đến thời điểm hiện tại. Cả Nga và Ukraine được cho là đang tận dụng thời gian này để tăng cường khả năng phòng thủ. Mỗi ngày, các binh sĩ Ukraine đều cố gắng củng cố nơi trú ẩn và cố gắng băng qua khu vực đồng bằng về phía nam. Trong khi đó, các lực lượng Nga dường như đã xây dựng thêm hai tuyến phòng thủ, được hợp thành từ các bãi mìn, chiến hào, bẫy xe tăng và những ụ bê tông giống như hình kim tự tháp nhỏ, gọi là răng rồng. Một mặt, Nga muốn bảo vệ tuyến đường sắt vận chuyển hàng tiếp tế từ lãnh thổ nước này tới thị trấn Melitopol mà họ đang kiểm soát. Tại ngôi làng Polianska gần đó, Nga đã sơ tán cư dân trong tháng 1 năm 2023 để xây dựng một phần của bức tường phòng thủ mặt khác moscow muốn bảo vệ tuyến công sự thứ hai quan trọng không kém là hành lang đất liền dẫn tới crimea trong khi củng cố hệ thống phòng thủ nga được cho là đã âm thầm tích lũy vũ khí và đạn dược cho cuộc tấn công mới ukraine cho biết đang theo dõi sát sao các động thái nga thông qua máy bay không người lái vệ tinh và lực lượng trinh sát khi moscow di chuyển tới các đơn vị cơ giới từ crimea tới mặt trận phía đông ở donetsk và lugansk Kiev muốn xác định liệu Nga có khả năng âm thầm chuyển hướng sang phía Bắc với việc điều động xe tăng tới phòng tuyến xung quanh Huliapo hay không. Nga đang không ngừng củng cố lực lượng trong khi xây dựng nền kinh tế thời chiến để tăng cường sản xuất xe tăng và tên lửa mới cho mặt trận. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga tướng Valery Gerasimov đã được giao phụ trách trực tiếp chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, động thái mà nhiều nhà phân tích cho là báo trước một cuộc tấn công mới một số ý kiến cho rằng giai đoạn thứ ba của cuộc chiến sắp bắt đầu, đây sẽ là một cuộc chiến tổng lực để các bên giành lợi thế quyết định bằng cách kết hợp nhiều loại vũ khí như bộ binh, cơ giới, pháo binh, không quân, thậm chí là tấn công đường thủy để vượt qua các phòng tuyến kiên cố. Đây sẽ là trận đánh ác liệt nhất mà thế giới phải chứng kiến kể từ khi cuộc chiến tranh Iraq-Iran vào những năm 1980, còn châu Âu chưa từng chứng kiến điều gì tương tự kể từ sau Thế chiến thứ hai. Tiến hành một cuộc tấn công lớn trong giai đoạn thứ ba của cuộc xung đột sẽ là nhiệm vụ thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các bên, bởi tấn công vào những tuyến phòng thủ kiên cố chắc chắn sẽ mất rất nhiều nhân mạng và vũ khí hơn là bảo vệ chúng. Các chuyên gia cho rằng, để giành chiến thắng quyết định, cả Nga và Ukraine phải tập hợp được lực lượng tấn công mạnh gấp 3 so với giai đoạn đầu. Có 3 mặt trận lớn nơi các cuộc tấn công có thể diễn ra trong vài tháng tới, và chúng được dự đoán là liên kết chặt chẽ với nhau một cuộc tấn công trên mặt trận này có thể là đòn đánh lạc hướng cho cuộc tấn công ở nơi khác hoặc được thiết kế để làm suy yếu khả năng chiến đấu của đối phương